Năm Chiếc Bánh mến chào anh chị em. Hôm nay mời quý vị đến một nhà nguyện ở vùng truyền giáo cao nguyên. Cuộc sống người giáo dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Khó khăn cứ chồng chất khó khăn. Hình ảnh anh chị em đang xem là cảnh nhà nguyện nhỏ bị đổ sập hoàn toàn sau cơn mưa bão trong đêm ngày 17 tháng 9, đang được chia sẻ trên mạng lưới công giáo để kêu gọi ủng hộ giúp đỡ nơi đây có được ngôi nhà nguyện để mọi người đến thờ phượng Chúa. Họa vô đơn chí, sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng không, sau cơn mưa nhà thờ sập, đúng là họa vô đơn chí. Mùa dịch bệnh nơi vùng sâu này, đời sống đồng bào đã khó khăn, vậy mà sau cơn mưa lớn đêm 17 tháng 9, ngôi nguyện đường Ia Giót, nơi điểm tựa tinh thần và niềm tin, đã đổ sập trong cơn mưa. Đúng là họa vô đơn chí. Xin mọi người giúp đỡ và cầu nguyện cho Ia Giót, xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Số điện thoại của Linh Mục Vũ Ngọc Hải 0933 821 294. Hình ảnh Linh Mục Nicola Vũ Ngọc Hải, dòng anh em hèn mọn, đang đứng trước thánh đường Ia Giót đổ nát trong cơn mưa bão đêm 17 tháng 9. Mong có được những đóng góp để xây dựng lại ngôi nhà tạm cho Chúa. Quý ân nhân có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của cha. Mong Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân. Xin mọi người giúp share bài để cha có thể có ngôi nhà nguyện cho bà con. Nhà thờ đối với người Công giáo rất quan trọng. Trước hết, nhà thờ là nơi chốn để cử hành phụng vụ nói chung và cử hành thánh lễ nói riêng. Mà nơi chốn thì phải tốt và hữu dụng đối với các tín hữu để thực hiện những nghi thức dự liệu như hội họp, chiêm ngắm, nghe lời Chúa, tung hô, ca hát, di chuyển, đứng ngồi. Còn đối với thừa tác viên thì phải tốt để chủ tọa các nghi lễ, công bố lời Chúa, giảng dạy, cầu nguyện. Ngoài ra, nhà thờ còn phải tốt để cử hành các bí tích và các á bí tích khác. Hơn hết, nhà thờ là nơi gặp gỡ, trao đổi giữa Thiên Chúa và giáo hội trần thế. Nó mang một ý nghĩa huyền nhiệm và là biểu tượng của Thiên Chúa hiện diện giữa loài người, là hình ảnh của dân được cứu độ, là sự nhắc nhở của một lịch sử cứu độ, là sự tiên báo của một Jerusalem thiên quốc. Tắt một lời, nhà thờ là bí tích của thụ tạo mới trong Chúa Kitô phục sinh. Nó là nơi thánh theo nghĩa Thiên Chúa là đấng thánh, dùng các bí tích thánh để thánh hóa con người tại đó, để đến lượt họ, họ sẽ thánh hóa thế giới.